Về hả? Cúp toàn bộ, bên này cũng cúp luôn rồi. Bây giờ nó cúp cúp cái tay bên này, nó không có cúp bên này đâu. Con hả? Của con. Tiền đến của giá trị quá.
trên ít người lắm. Bây giờ ở cái vùng sâu vùng xa kìa, vùng sâu vùng xa kìa nó có cái lồng, cái mưa này nè, nó bắt trong ruộng nó cá lồng mắc lắm. Ừ, tới 6-7 chục ngàn ký. Tôm tép rồi đó. Cài tháng có 800, còn dư là 400, làm 2 tháng hay dư được 800. Tao làm cho tao làm nữa chứ, nếu mà tao làm nữa được, mà tao làm tháng triệu rưỡi mà tao làm, nếu mà tao làm tới giờ tao dư rồi mà. Mày thấy thì tháng kia một tháng dư 400, 2 tháng dư 800, 3 tháng là thêm triệu 2 rồi. Rồi mà làm tao làm từ đây cho tới già, mày biết tao làm gì không? Sáng nó dậy tao đi tập dục, trưa cái tao đi chợ nó con tao ăn, chiều của tao đi chợ nó con tao ăn, giờ này là tao kiếm mà cho bố nó ngủ rồi. Nhưng mà coi chân banh mà coi gì, có gì đâu coi. Rồi ngủ tối tụi đi dọn dẹp hết rồi bắt đầu là tao biết chỗ tao ngủ. Đúng rồi, chợp lá rồi. Không có tao nằm ở đấy tao có người vậy thôi à. Có bận gì đâu, có ngà ngon rồi cái kiếm con bác chung đô ngủ. Văn giỏng ngủ vậy đó, có bận gì đâu. Nói bài bác mà được ăn cơm ở đây luôn thì bác dư 1.500.000. Thuốc rồi mua ngại gói cho hút. Cà phê thì nó làm nó bao uống. Tụi mày bây giờ đâu có ăn gì đâu. Tại vì tao ở chợ tao ăn cơm nó là nó mẻ hết 800 với tao mà ăn cơm của nó thì nó còn như thuốc nó bao rồi, cà phê nó bao rồi, nó chạy gì giờ. Thì là ví dụ như có khách thì nó chạy chưa không, ví dụ như đó. Nếu có làm gì đâu, ban ngày thì nó ở đó nó chạy cái coi ba cái máy bấm này nè, chát cái gì đó. Con cái ở đó là nghe chửi đồ má mày nhỏ chửi má dữ mà. Xong rồi lại lũ má ông ba lấy cho ba bành giận hơn con ba. Chứ rồi ông mà mấy cũng tốt mà. Chứ thề nào nó chứ thề cái. Má cho mượn chạy nữa kìa. Ừ chạy đó. Má lũ má ông ba làm nước lá uống ba. Trời ơi thôi. Từ ngày nó uống đụng nước rồi nó vô công ty để uống ngày 2 cây đó. Còn nước mà nước suối này là người ta kêu một là một khe, kêu là một khe nó chảy một khe, mà anh uống là bèo lắm, có phải là 3 thùng, cũng mới đá ban tối ngày luôn mà. Cũng mà tao làm tháng triệu nước mà tao sống theo re rồi biết là nước cao luôn, có tài. To.
Nhưng mà bà tám cũng chơi luôn. Rồi, ông đi cao ha. Có về được kìa bóng đi. Có về được kìa. Có lùng á. Ừ. Rồi, cơm trưa mẹ luôn rồi. Cơm trưa đâu mới 9 giờ cơm trưa. Rồi mẹ rồi. Bánh mày đang luộc. Mấy năm rồi nghĩa cuộc sống.